Em và anh ta đều đã ly thân. Yêu nhau được 1 năm, em phát hiện anh có vợ 2 và có 1 con. Hold on. À, tức là em ly thân với chồng. Hold on. Ok, hold on, tức là em vẫn còn hôn nhân. Em chỉ đang trong tình trạng ly thân. Rồi yêu nhau, em và anh ta đều ly thân, tức là em và anh ta đều đang trong tình trạng có vợ và có chồng. Rồi nhưng mà cả hai đều đang ly thân, yêu nhau được 1 năm là 2 người yêu nhau 1 năm, phát hiện anh có vợ 2 và có 1 con, tức là anh ta lại cưới vợ nữa. Rồi, nhưng anh chỉ nói có trách nhiệm với con, 1 tuần vẫn đến 1 2 lần. Bây giờ em mới phát hiện anh đi hát karaoke, sau đó vào khách sạn với nhân viên trong quán karaoke. Anh cho em hỏi em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Ok. Để anh đưa cho em toàn bức tranh các bạn nghe mình tóm tắt lại nha. Bạn đang ly thân, anh kia cũng đang ly thân, có nghĩa là 2 người đang có gia đình nha. Và đứng nè, nhìn cả 2 góc luôn nha. Đứng coi mình là ai cái đã nha. Và mình là người đang có gia đình, mới đang ly thân. Anh ta đang có vợ, đang ly thân. 2 người nhào vô gọi là, ở đây bạn tả nè, yêu nhau được 1 năm. Anh tạm dùng chữ là quan hệ với nhau được 1 năm, không dùng chữ yêu nha. Thì phát hiện anh có vợ 2 và có 1 con. Thì sau 1 năm mới phát hiện là ổng có một bà vợ nữa rồi, và đã có 1 đứa con. Ok. Nhưng anh ta chỉ nói là anh ta có trách nhiệm 1 tuần vẫn đến 1 2 lần, tức là 1 tuần vẫn đến thăm 1 2 lần. Thì bây giờ em lại phát hiện ra tiếp là anh ta vào khách sạn với nhân viên karaoke, tức là anh ta đi quan hệ với những cái cô gái mà có tính là gái mại dâm, hay là những cô gái giang hồ đó. Ok. Rồi em mới hỏi anh là em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Em ơi, chắc chắn là không tiếp tục. Nếu mà có chăng á, là em ngưng ra rồi để cho anh ta thay đổi, để anh ta tìm lại em. Nhưng mà con cái nè, em nên là cái người phụ nữ độc thân trước, và anh ta phải là một người đàn ông độc thân trước. Trời ơi, bây giờ ông thì 2 bà vợ, 2 bà vợ. Em á, thì là chịu cặp kè 1 năm, anh đoán chắc cũng quan hệ tào lao mè rồi. Ok, cho nên là mới ấm ức vậy. Rồi anh ta lại đi quan hệ tình dục bên ngoài theo cái dạng ăn bóc bánh trả tiền, hay là đi với các cô karaoke. Em ơi, em ngồi em nghĩ thử coi, trong mắt anh ta và mọi người giá trị ở trong cái quan hệ tình cảm đó, gọn lại thôi, trong cái quan hệ đó thôi. Ok, chỉ gói lại trong cái quan hệ tình cảm đó, không nói đẳng cấp xã hội, không nói em giàu không nghèo, không nói em nhiều tiền ít tiền, nhân viên ít nhân viên gì ở nhà em có quan trọng với ai không, không có nói. Ok, chỉ là trong cái quan hệ tình cảm với em anh ta, trong cái bối cảnh cái chuyện đó, thì em nghĩ thử coi, nhìn vào coi cái giá trị của em nó tới cỡ nào đây, để người ta đối xử với em có giá trị được. Trời ơi, cứ mình phải nhìn thấy mình cái đã, cái đó là cái cốt lõi nhất đó. Cho nên trả lời câu hỏi của em đương nhiên là không. Tuy nhiên cái giá trị mà em học được cái này hôm nay đây á, nó không phải là cái câu trả lời cho cái câu hỏi em hỏi đâu, mà là bản thân mình là ai, mình là người như thế nào đó. Trời ơi, ai đời đi chấp nhận mối quan hệ vậy. Đương nhiên em là một người như vậy, anh ta sẽ cảm giác ơi mà này này trốn chồng, phải không, ly thân trốn chồng đi chơi với tôi hả, rồi thấy tôi cũng chỉ là cái gì, ly thân tôi cũng đồng ý vô nhào vô nữa. Chứng tỏ là sao, là bản thân mình đã rẻ rồi, mình bán cho thấp quá. Chính như vậy cho nên là ngày hôm nay nó xảy ra vậy, và đó là cái câu trả lời về mặt triết đó, là mình là ai quyết định cái mình có đó. Tại sao em bị vô cái mức quan hệ nó cỡ này, là tại sao giữ hay không, là vì em cũng chỉ nằm xứng đáng ở mức đó mà thôi. Hiểu về cái triết không? Em hãy thay đổi, trở thành một người phụ nữ có giá trị hơn, có sức hút hơn, thì lúc đó những cái chuyện như vậy nó sẽ không xảy ra với em được. Em hiểu không? Chứ bây giờ để đâm đầu với mối quan hệ này mà còn đặt câu hỏi lượt nữa thì em cũng hay thiệt á. Đi tới nước này mà còn hỏi nữa. Ơi em ơi, không có nên, không có nên gạt chạy. Em và người yêu có quen nhau hơn 1 năm. Anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho em. Ngưng 1 tháng trở lại đây, ngưng hay là nhân? Em viết chữ ngưng mà anh đoán chắc chữ nhân. Nhưng 1 tháng trở lại đây, anh ấy nói không còn tình cảm yêu đương với em nữa. Ok. Em thấy là ở cái câu 2 câu đó thôi, em và người yêu có quen nhau hơn 1 năm, anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho em chấm, nhưng 1 tháng trở lại đây anh ấy nói không còn tình cảm yêu đương với em nữa. Nếu như cái lời anh ta nói là thật, và rất nhiều khả năng anh ta nói thật, ok, 99,99% là anh ta nói thật, ok, thì có nghĩa là bản thân em hoàn toàn không nhận thấy chuyện đó, đúng không? Điều đó nó chứng minh một cái điểm mà anh vẫn thường nói các bạn, là người phụ nữ thường có thiên hướng nghĩ là người đàn ông yêu mình nhiều như là mình yêu anh ta vậy đó, trong khi trên thực tế, tức là giả sử như em, vì em yêu anh ta tới 8 điểm đi, thì em sẽ luôn cảm nhận là anh này yêu em tới cũng khoảng 8 điểm, trong khi anh ta nhiều khi có 1 điểm 2 điểm mà. Em sẽ cảm nhận như vậy tới cái lúc mà giống như em bị đau thiệt đau á. Tại vì anh ta vẫn nằm ẩn ở trong những cái phần trách nhiệm, cái phần đối nhân xử thế.
cái phần lịch sự chứ không có cái tình yêu. Có những người đàn ông họ vẫn đối xử với em một cách lịch sự, họ vẫn đối xử với em một cách tử tế, vẫn có trách nhiệm, và em vẫn đòi cái điều đó đúng không? Nếu không thì em lại kêu anh ta vô tâm đúng không? Cho nên khi anh ta đối xử với em như vậy thì tới một lúc nào đó anh ta nói ra cái sự thật, tại vì anh ta không giấu mãi được điều đó, anh ta không có yêu thì anh ta sẽ nói anh ta không có yêu. Lúc đó thì em cũng em ngạc nhiên á, đương nhiên là chỗ này chỗ kia anh ta đã có những cái dấu hiệu rõ rồi, nhưng mà vì em yêu anh ta, đa số phụ nữ là vì cái cảm giác mình đang có, cho nên các bạn không nhận ra được là người đàn ông không yêu mình như mình nghĩ. Đó, đó là một cái mà anh chứng minh cho mọi người, anh chứng minh mãi cái điều này đó, là vì nó là cái điều mà nó dẫn tới cái việc các bạn không đánh giá được. Bây giờ anh nói là anh không còn tình cảm yêu đương với em nữa, giờ trong anh chỉ còn tình thương. Tụi em đã xác nhận chia tay một tuần rồi nhưng anh ấy vẫn nhắn tin và lo lắng cho em. Anh ấy cũng có gọi tối đêm qua, anh có nhắn tin, anh mới làm về hôm nay anh mệt, anh chỉ muốn nhắn tin em vậy thôi, em ngủ ngon. Mong anh tư vấn giúp em, cảm ơn nhiều. Em ơi, cái cách chính xác nhất, nếu mà em học cái lớp đường nó trái tim vàng em biết ngay cần phải làm gì. Em ơi, người đàn ông mà xác nhận không có cái rung động, không có cái ý muốn theo đuổi và nói ra với mình, khi anh ta đã nói ra với mình ta không còn yêu mình thì chắc chắn mình không có giữ. Ok, anh ta nhắn tin cứ cãi anh ta. Anh ta nhắn tin thì mình cũng lịch sự, mình ba tin trả lời tin, năm tin trả lời tin vậy. Em ơi, một khi một người đã nói với em và nếu là sự thật nha, là anh ta không có tình cảm với mình, anh ta nhắn tin vậy thì em sẽ làm gì? Anh giả sử nha, thằng cha hàng xóm nó chạy qua cho nói với em, nhỏ kia tao không yêu mày. Rồi tối cho nhắn tin, em ơi anh mới về nhà. À, anh nhắn tin gì? Anh chỉ nói cho em biết vậy thôi, không có gì hết. Ok. Thì em sao? Em ngồi em tương tư hay sao? Em nằm em nói ô anh hàng xóm, anh hàng xóm. Anh láng giềng con chim bông bướm 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 trắng về bên ấy rồi, nó bay qua bay lại giữa hai cái dậu mùng tơi hai nhà. Em ơi, em gạt qua bên anh cái. Ok, thằng cha hàng xóm mà anh trả vậy là em cho lên đường ngay đúng không? Nói ông nội vô duyên, tự nhiên cái nói tôi không yêu tôi, who cares, tôi đâu có quan tâm ông đâu, dẹp ông ra đi. Nhắn tin cái gì không thèm đọc nữa kìa, thấy nhắn lại bắt đầu trong bụng là không ưa cha nội này thiệt luôn. Ở đây anh nhắn tin cho em là em có sự rung rinh rồi. Ok, những người đàn ông có những người người ta quán tính vậy đó em, người ta đối xử với em trách nhiệm, nhưng mà người ta đã nói ra câu đó rồi thì mình coi như là trong lòng mình đã gạt ra hết, gạt hết luôn á, tức là không có tính luôn cái mối quan hệ này nữa, xong hết chuyện, tiếp tục sống cuộc sống của mình đi. Đừng để một người đàn ông nói với mình là anh ta không yêu mình mà mình để đầu tư tình cảm cho một người đàn ông như vậy, dẹp hẳn. Tại vì khi người đàn ông nó nói được ra cái câu đó, nó xác nhận cho em biết á, là cho dù anh ta có chập choạng vẫn có chút tình cảm, nó không đáng để em giữ đâu, khi một người đàn ông nói ra được cái câu đó. Không không thể nào được. Về cái bản năng một người đàn ông thường á, là người ta thà chấp nhận nói dối, người ta không yêu người ta vẫn chấp nhận nói dối để cho đỡ phải làm tổn thương người phụ nữ, hay là để dụ dỗ người phụ nữ được quan hệ tình dục, chứ không có người đàn ông nào mà yêu tha thiết hay là yêu mà lại nói là anh không còn yêu em nữa. Không có, không có cái dạng đó. Do đó là cái người mà nói như vậy có nghĩa là không yêu, có vậy thôi, chứ không có cái dạng là yêu mà nói không yêu. Do đó là đừng, em đừng có coi, đừng có bị ảnh hưởng bởi mấy phim Hồng Kông đó nha, là giống như có một cái chuyện gì đó cho nên anh ta phải kìm lòng mình và anh nói với em là anh phải cắn răng, anh phải giấu nước mắt nuốt vào trong và anh nói với em là không còn yêu em nữa, trong khi trong lòng anh quá yêu em. Em ơi, cái đó chỉ trong phim thôi em ơi, trong phim thôi. Thằng cha nào nói câu đó em gấp trả lại, bỏ vô cái bịch ni lông á, em cột lại, xong em bỏ vô cái thùng giấy em cột lại, xong em bỏ vô cái bịch ni lông, cái bịch rác á em cột lại, em giục trước cửa nhà, sáng cái xe rác á lại nó bốc lấy giục đi là xong phim. Ok, hết tuồng, hết tuồng, đóng tuồng lại rồi. Ok, màn kéo xuống, hết tuồng, dẹp xong, kiếm tuồng khác diễn, bye bye luôn. Trời ơi, nhắn nhắn kệ, block số lại, không quan tâm. Và nếu như em có trả lời thì em cũng trả lời một cách lịch sự á, tức là em nhắn em nói là ok xin anh đừng làm phiền em nữa, tối em đang mệt. Em có một số việc em phải làm cho nên em mệt, hay là em vừa đi với bạn sinh nhật với bạn về em mệt. Ok, 5-7 tin trả lời tin lịch sự, con vậy thôi mà cũng phê nữa. Chào anh, nếu như một người đàn ông đã có người yêu rồi nhưng vẫn giả vờ là single. Em, anh ta single thật mà sao giả vờ? Anh ta có người yêu anh ta vẫn single mà, đúng không? Một người đàn ông đã có người yêu rồi nhưng vẫn giả vờ là single, anh ta có thể giả vờ là không có người yêu chứ anh ta thật sự là single. Ok, và tiếp cận mình và muốn xây mối quan hệ với mình thì mình có nên đón nhận hay không? Em nên để cái cửa mở ra. Tại sao? Là tại vì em có thể hoàn toàn chưa hiểu gì về mối quan hệ kia cả. Tức là người đàn ông người ta vẫn, bản thân anh cũng có những cái lúc như vậy đúng không? Tức là mình không, mình cái người đàn ông người ta chưa biết được người ta đâu, cái cô nào người ta gặp những cô gái hành xử tè le hột me, có những cô khác nhau đủ kiểu á, người ta còn chưa biết được là tôi yêu cái cô nào đây ta. Bản thân anh ta cũng không biết được cái yêu là cái gì nữa, anh ta vẫn đang đi tìm, anh ta chỉ tìm theo cảm xúc mà thôi. Ok,
Còn em là sao? Nếu như em cảm giác là cái anh này anh có cái sự rung động đủ lớn trong cái lớp đường đến tá chim vàng, nhớ không? Ok, nếu như thấy anh ta có sự rung động đủ lớn thì mình mở cửa bật đèn xanh, nhưng mà bật đèn xanh một cách cẩn thận. Nếu anh ta đến, anh ta chinh phục mình, anh ta làm những cái thứ để chinh phục mình, và trong cái điều kiện này nè, để chinh phục mình thì nó có phải có một cái yếu tố là anh phải từ từ trả anh về cái trạng thái là anh không theo đuổi cô gái khác, đúng không? Nó là một cái thử thách đó, mà mình vẫn thường nói các bạn là các bạn lấy đi hết những cái thử thách, đừng có lấy đi. Bật đèn xanh cho anh ta chạy tới, mà nếu như anh ta chạy tới rồi và anh ta giục cái mối quan hệ kia, anh ta chạy tới mình thì rõ ràng là cái sự rung động với mình là lớn và anh ta đang xây cảm giác với mình, và điều đó tốt đẹp. Nhưng anh nói là lý thông của người này vẫn có thể là thạch xanh của người kia, và ngược lại thạch xanh của người này vẫn có thể là lý thông của người khác. Đây thạch xanh đây, hiểu chưa? Thạch xanh thạch xanh của người này vẫn có thể là lý thông của người khác, và lý thông của người khác vẫn có thể là xanh của người này. Ok, một cái anh đó là thạch xanh với em, anh dùng chữ thạch xanh tức là cái người có rung động và họ muốn theo đuổi và chinh phục em thật sự đó. Còn cái lý thông là cái ông mà ông dụ dỗ gần gần để ông dụ dỗ quan hệ tình dục á, tức là ông không có rung động. Ok, thì lý thông á, lý thông thì nhiều nha, thạch xanh thì ít, mà lý thông thì nhiều. Bao giờ cũng vậy, lý thông bao giờ cũng nhiều hơn thạch xanh, cho nên là em sàng lọc ra. Và nên nhớ là trong cái tình huống này có thể anh ta là thạch xanh với em nhưng là lý thông cô kia, mà anh ta lý thông cô kia thì đâu phải tại lỗi anh ta đâu. Trong người anh ta nó có cái bản lý thông và bản thạch xanh, nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại vậy đó. Mà nếu như mà xài được bản lý thông, cô gái chịu bản lý thông thì anh ta sẽ xài bản lý thông. Còn anh ta nhào lại cô kia mà anh ta là lý thông, cô gái nó tôi không chịu bản lý thông thì anh ta nói ok, không chịu bản lý thông thì tôi quay đầu tôi chỗ khác. Còn nếu như tôi xài cái bản thạch xanh tức là anh ta rung động, anh ta theo đuổi em, nói em đồng ý, cái đó là nó lại ăn thua cái cô gái kia nữa. Và cái đó nó không nằm trong cái phạm trù em quan tâm, nhưng mà ở trong cái mối quan hệ của em, nếu như anh ta theo đuổi em thì em quan sát và em mới thấy anh ta buông cô kia. Nếu anh ta chưa buông cô kia thì em không có nên đầu tư vào mối quan hệ đó, chỉ giữ ở một cái ngưỡng vừa thôi, giống như một cái vệ tinh thôi. Nếu như khi nào anh có cái thay đổi đủ lớn á, anh theo đuổi đúng một người thôi thì lúc đó ok. Đó là một trong những cái điều kiện mà nó nằm ở trong cái phần thử thách anh ta phải vượt qua. Do đó là em có thể đón nhưng mà em phải đón cách khéo léo và biết cái cách hành xử giữ nó ở một cái mức độ nào đó. Câu trả lời của anh cho em, cái tình huống là tình huống khó, em hỏi câu hỏi đó là câu hỏi đúng là tình huống khó. Tại sao biết không? Cái này đối với các bạn chưa có kinh nghiệm và không có hiểu được về cái tương quan giữa anh ta và cô gái kia, tương quan anh ta với mình, và cái nào đúng cái nào là sai, nó có sai hay không khi để anh ta tìm hiểu mình. Và nếu như đồng ý cho anh ta tìm hiểu mình á thì mình nên giữ ở cái mức độ nào là đúng. Thì trong tình huống này vẫn nên để là vẫn đúng không có sai, nhưng mà giữ cái mối quan hệ đó như thế nào mới là cái quan trọng.